Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với chuyên mục phân tích thị trường vàng Forex vào mỗi cuối tuần của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Tuần vừa rồi hành động giá cũng biến động khá là đáng kể và có một vài chiến lược mà chúng ta thực hiện vào tuần tới thì cũng đã hoạt động rồi. Trong clip phân tích cuối tuần, Thúy sẽ phân tích lại hành động giá trong tuần vừa rồi và xem có tín hiệu nào khả thi để giao dịch trong tuần tới hay không. Vào tuần tới thì anh em lưu ý là chúng ta cũng có khá nhiều tin tức quan trọng, trong đó chủ yếu là các tin về lạm phát, việc làm, bán lẻ của Mỹ, tin việc làm của Úc, châu Âu họp lãi suất và chính sách tiền tệ. Đó là những tin quan trọng mà anh em cần chú ý trong tuần tới ha. Rồi bây giờ thì chúng ta đi vào phân tích thị trường cho tuần tới. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới hàng đầu Việt Nam, XM Global. Khuyến mãi từ XM, mừng Quốc Khánh, tổng giải thưởng trị giá 40.000 đô. Từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2023, link đăng ký phía dưới phần mô tả. Như thường lệ thì bắt đầu với vàng nhé. Vàng tuần vừa rồi anh em thấy là thị trường giảm mạnh sau khi hình thành cho chúng ta thiết lập vùng sức ép bán. Ở đây chính là nến tín hiệu. Tuần trước Thúy có đưa tín hiệu bán về cái nến này và các bạn cũng thấy là tín hiệu đã hoạt động rồi. Anh em nào mà giao dịch ở khung thời gian thấp hơn thì sẽ tìm được điểm vào lệnh tốt hơn và cái mức dừng lỗ ok hơn. Nếu mà anh em nào giao dịch trên khung thời gian này thì chúng ta có thể sell stop ở bên dưới cái nến này, đặt dừng lỗ phía trên cái nến này, cao hơn nữa là trên thiết lập. Thì hiện tại là chúng ta đã có lợi nhuận gần 2R rồi. Đến đây thì các bạn thấy là có vùng giằng co trên khung thời gian ngày. Đây chính là một vùng hỗ trợ. Vùng hỗ trợ này có thể khiến cho giá bật ngược trở lên lại. Tuy nhiên nhìn vào cái nến này các bạn thấy rằng là hiện tại người mua vẫn chưa thể chịu ưu thế. Cho nên có hai lựa chọn cho anh em nào mà đã kênh bán ở thời điểm này. Một đó là chúng ta có thể giữ lệnh và không có thoát một phần vị thế nào cả. Là chúng ta kỳ vọng là thị trường tiếp tục giảm xuống vùng đáy này, tức là chấp nhận rủi ro một xíu đó để có được mức lợi nhuận lớn hơn. Còn trong trường hợp mà an toàn hơn thì đến đây các bạn có thể cắt đi một nửa hoặc 1/3 vị thế để đảm bảo được một phần lợi nhuận cho giao dịch đó trước đã. Rồi sau đó thì tiếp tục giữ phần vị thế còn lại cho tới vùng đáy trước đó. Khi tới vùng đáy này thì cái tỷ lệ risk reward của giao dịch nó cũng rơi vào khoảng tầm 13.5 hoặc là 14 đó. Hiện tại thì vàng với cái hành động giá kiểu như thế này, khả năng vàng còn giảm rất là cao. Và mục tiêu mà nó có thể tìm đến trước đó là vùng đáy này. Và nếu mà động lượng tìm đến vùng đáy này, cái khả năng vàng giảm, tiếp tục giảm là khá cao. Để chúng ta kỳ vọng vàng sẽ quay trở về vùng đáy ha. Nếu động lượng quay trở về vùng đáy này mà mạnh thì khả năng vàng sẽ phá vỡ đáy. Khi đó thì cấu trúc giảm giá của vàng tiếp tục được tiếp diễn và chúng ta sẽ tiếp tục chờ hồi và kênh bán xuống tiếp tục. Còn nếu như trong trường hợp á mà các bạn thấy rằng là vàng nó chỉ tiếp cận đến vùng đáy thôi và sau đó tạo một cú fail break và có cái sự thay đổi cấu trúc ở trên khung thời gian thấp thì có khả năng vàng lúc đó sẽ có một cái đợt hồi nữa. Và đợt hồi này có mạnh hay không chúng ta còn phải xem vào động lượng, xem vào cái điều kiện thị trường hiện tại, xem lúc đó xem nó có khả năng đảo chiều hay không. Bởi vì thực tế thì đến cái vùng này giá vàng vẫn đang nằm trong cái vùng hỗ trợ trên khung thời gian ngày đó, thì các bạn thấy là giá vẫn có khả năng đảo chiều bất kỳ khi nào ha. Tại vùng hỗ trợ này nó có thể kéo dài xuống tít bên dưới này lận đó, cho nên các bạn thấy rằng là vàng vẫn có khả năng đảo chiều. Nếu như mà có những cái tín hiệu và động lượng phù hợp thì vẫn có thể quay đầu tăng giá ngược trở lại nhé. Đây chính là chiến lược giao dịch vàng cho tuần tới, anh em lưu ý ha. Tiếp theo là cặp Euro-USD. Euro-USD các bạn thấy là tuần vừa rồi chúng ta có một tuần giảm. Thị trường đang dần tiếp cận về vùng hỗ trợ quanh 1.065. Tuy nhiên thì động lượng giảm trên khung thời gian ngày các bạn thấy không được liên tục ha. Có những cái nến giảm xen kẽ với cái nến tăng. Tuy nhiên với cái hành động giá kiểu như thế này ở khung thời gian thấp thì đó lại là động lượng mạnh. Bởi vì trên khung thời gian thấp hành động giá nó sẽ được diễn tiến như sau. Các bạn sẽ thấy một đợt giảm giá, sau đó là một đợt hồi nhẹ,
sau đó một đợt giảm và hồi nhẹ, sau đó một đợt giảm. Dựa vào hành động giá kiểu như thế này, các bạn có thể thấy là cái đợt giảm giá cuối cùng là đợt giảm giá yếu nhất. Đồng thời chú ý vào cây nến cuối cùng giúp thúy. Cây nến cuối cùng của đợt giảm giá này đó là một cây nến buông ngược. Cây nến này không phá vỡ được cái vùng đáy của cây nến trước đó. Tức nếu như mà ở trên khung thời gian thấp thì các bạn thấy là vùng đáy của xu hướng giảm trước đó chưa có bị phá vỡ. Thêm một cái nữa đó là cái phần đuôi nến của cây nến này đã phá vỡ đỉnh của cây nến trước đó. Tức là vùng đỉnh của xu hướng giảm trước đó đã bị phá. Điều này cũng thể hiện cho chúng ta một điều rằng đó là trong xu hướng thấp hơn, trong xu hướng của khung thời gian thấp hơn đã có sự chuyển đổi qua tăng giá rồi. Thì cây nến búa này là cây nến thể hiện động lượng của thị trường yếu đi. Và thêm một cái nữa, đó là do nó không phá vỡ được vùng đáy của nến trước đó mà lại quay lên phá vỡ vùng đỉnh. Cho nên có khả năng trong tuần tới, Euro USD sẽ có một cái đợt hồi. Và nếu như mà giá có một đợt hồi thì anh em có thể cân nhắc canh bán được nếu mà nó tìm về được vùng kháng cự mà chúng ta theo dõi ha. Trên khung thời gian thấp hơn như là H4, H1, các bạn sẽ thấy là cấu trúc thị trường hiện tại đang là giảm giá. Và cái vùng đỉnh này sẽ là vùng đỉnh quan trọng. Nếu mà anh em nào mà giao dịch trên khung thời gian thấp hơn thì có thể cân nhắc ha, cân nhắc giá hồi trở về lại cái vùng kháng cự này. Nó là quanh vùng 1.08 hoặc là cao hơn là vùng 1.0850 đó, và tìm cơ hội để mà canh bán xuống. Mục tiêu đó là sẽ tiếp cận đến cái vùng hỗ trợ quanh 1.07 hoặc là vùng 1.0650. Nói chung đây là vùng kháng cự mà anh em có thể canh bán trên khung thời gian thấp hơn. Còn nếu như mà các bạn thấy động lượng tiếp cận về vùng kháng cự này mạnh mà không có tín hiệu bán thì chúng ta sẽ chờ cho giá tiếp cận đến vùng kháng cự cao hơn. Đó là vùng này. Nó là quanh vùng 1.0950 ha. Thì chúng ta sẽ chờ lên vùng này chúng ta canh bán. Dẫu sao thì Euro USD vẫn đang nằm trong cấu trúc giảm giá của cái đợt giảm giá hiện tại này. Nói chung là chiến lược chính của cặp Euro USD thì vẫn là canh bán thôi. Tuy nhiên thì tùy theo hành động giá phản ứng như thế nào để mà chúng ta lên cái chiến lược giao dịch theo cái hành động giá của thị trường ha. Tiếp theo là bảng Anh USD. Bảng Anh USD thì cũng giống như Euro USD, thì chúng ta thấy là thị trường giảm mạnh và nó đã tiếp cận đến cái vùng hỗ trợ chúng ta theo dõi rồi. Nó là một vùng giằng co khá là lớn ha. Ở đây là vùng hỗ trợ trên khung thời gian tuần. Chúng ta thấy là cuối cái đợt giảm giá này thì thứ nhất là độ lớn của nến đã nhỏ lại và đuôi nến cũng đã dài hơn, cho thấy sự yếu đi trong động lượng, nhưng mà chưa có một cái tín hiệu nào cho thấy là người mua xuất hiện cả. Và thêm một cái nữa là các bạn cũng thấy là trên khung thời gian ngày thì có mô hình vai đầu vai khá là rõ ha. Mô hình vai đầu vai và nó đã được xác nhận rồi, cho nên có khả năng trong tương lai cặp tiền này sẽ vẫn giảm giá. Thì anh em nào muốn canh bán cặp tiền này thì có thể chờ hồi về cái vùng kháng cự mà thời gian dấu đây. Nó là quanh vùng 1.27 và tìm cơ hội để canh bán. Còn nếu như mà giá giảm luôn thì thôi chúng ta đứng ngoài ha. Còn cặp bảng Anh USD này thì tạm thời qua tuần anh em cứ theo dõi hành động giá, tại vì thực tế là nó đã tìm đến cái vùng hỗ trợ rồi. Các bạn có thể xem xét xem giá phản ứng tại vùng hỗ trợ này như thế nào. Nếu mà tìm được tín hiệu canh mua thì anh em có thể cân nhắc giao dịch trong cú hồi của thị trường cũng được, với điều kiện là tín hiệu mua phải đẹp và có tín hiệu xác nhận đẹp nha. Còn nếu như không, động lượng giảm tiếp tục mạnh lên và phá vỡ luôn cái vùng hỗ trợ này thì khi đó chiến lược của chúng ta sẽ phải thay đổi ha. Nói chung là đối với bảng Anh USD thì tạm thời anh em nào mà giao dịch khung thời gian thấp thì theo dõi vùng 1.27 chờ giá hồi canh bán. Còn nếu anh em nào mà đang theo dõi cái vùng hỗ trợ này luôn thì các bạn có thể cân nhắc ha. Nếu mà giá tạo được cái sự thay đổi cấu trúc ở khung thời gian thấp thì anh em có thể chờ giá hồi về cái vùng hỗ trợ nào đó trên khung thời gian này, sau đó tìm cơ hội mua lên theo cái cấu trúc đã được thay đổi khung thời gian thấp. Và mua về đâu? Chúng ta sẽ mua về cái vùng kháng cự này là được ha. Còn nếu như mà không có tín hiệu thay đổi xu hướng và thị trường cũng không có dấu hiệu hồi thì khi đó khả năng cái vùng hỗ trợ này bị phá vỡ rất là cao. Khi đó chiến lược của chúng ta sẽ khác đi nhé. Tiếp theo là cặp USD và Yên Nhật. USD và Yên Nhật thì các bạn thấy rằng là thị trường đã tiếp tục tăng trong tuần vừa rồi, và đến cuối tuần thì nó lại có sự chững lại trong hành động giá. Tuy nhiên với cái điều kiện này thì chúng ta cũng đã xác nhận được là cái khả năng mà thị trường tiếp tục tăng giá cao hơn, và việc của chúng ta ở đây đó là đợi giá hồi. Vùng hỗ trợ
Gần nhất mà các bạn có thể canh mua lên theo đợt tăng giá này, đó là cái vùng đỉnh trước này. Nó là quanh vùng 145 ha. Anh em có thể chờ giá hồi về vùng này, sau đó tìm tín hiệu mua lên. Đây là chiến lược thứ nhất. Chiến lược thứ hai thì các bạn để ý này, là chúng ta có hai vùng hỗ trợ thấp hơn lận. Tại vì thực ra nếu như mà xét về cấu trúc của cặp tiền này thì đây mới là đáy quan trọng ha. Đây là đáy quan trọng. Còn đây là đáy quan trọng trên khung thời gian thấp này. Nếu như mà giá phản ứng với vùng đáy này mà hình thành được tín hiệu mua, anh em vẫn có thể cân nhắc giao dịch. Còn nếu như mà phá vỡ mà nó tìm về cái vùng phá vỡ cái vùng đáy này, sau đó tìm về cái vùng hỗ trợ thấp hơn, nó là quanh vùng 142.80 hoặc vùng 143, thì anh em cũng có thể cân nhắc tìm tín hiệu mua lên được nhé. Đó, tùy xem là hành động giá diễn biến như thế nào. Nó còn nếu như mà nó chỉ đến cái vùng hỗ trợ này thôi là bắt đầu có phản ứng và có cái sự xuất hiện của người mua và tạo được cho chúng ta tín hiệu để có thể mua lên, thì anh em vẫn có thể cân nhắc mua lên được ở vùng này nha. Tiếp theo là USD và franc Thụy Sĩ. USD và franc Thụy Sĩ đã tìm về cái vùng kháng cự chúng ta theo dõi rồi. Nó là quanh vùng 0.8950. Thì các bạn có thể thấy rằng là hành động giá đã có sự chững lại rồi. Cuối hành động giá này, giá đã hình thành cho chúng ta một cây nến búa, đúng không ạ? Cái này trong hành động giá còn gọi là hanging man. Thì thêm một cái nữa là có vùng sức ép bán được hình thành ở vùng này. Tất nhiên là vùng sức ép bán này không đẹp rồi, bởi vì cây nến cuối cùng này có đuôi nến rất là dài. Thêm vào một cái là cây nến này cũng có đuôi nến khá là dài. Có thể thấy rằng là áp lực bán chưa thực sự rõ ràng ở cái thiết lập này. Cho nên là cho dù sau đó xuất hiện cây nến giảm thì chúng ta cũng không nên canh bán ha, tín hiệu không đẹp. Nói chung là các bạn nên có cái sự đánh giá chất lượng của thiết lập để quyết định xem có nên giao dịch hay không. Đây được gọi là cũng là một kỹ năng ha. Nếu như mà chúng ta không biết cách đánh giá chất lượng của thiết lập mà chúng ta cứ thấy thiết lập và chúng ta nhảy vào giao dịch thì như vậy cũng rất là nguy hiểm ha. Ở đây thì có thể thấy rằng là cây nến này cho thấy sự chứng lại trong động lượng. Cho nên là tạm thời chúng ta chưa canh bán mà chúng ta sẽ phải đợi. Đợi xem thị trường có hình thành cho các bạn được tín hiệu bán nào đẹp ở vùng này hay không. Nếu như mà có hình thành được tín hiệu bán đẹp thì khi đó chúng ta có thể cân nhắc giao dịch. Còn anh em nào giao dịch đa khung thì có thể về khung thời gian thấp hơn tìm sự thay đổi xu hướng rồi có thể giao dịch sau ha. Nhưng mà nếu như về khung thời gian thấp hơn thì các bạn cần phải chấp nhận một điều rằng đó là có khả năng các bạn sẽ bị bỏ lỡ cái tín hiệu. Còn nếu giao dịch ở trên khung thời gian cao hơn thì chúng ta có thể nắm bắt được tín hiệu giao dịch, nhưng mà có thể điểm vào lệnh của chúng ta sẽ không có lợi thế bằng nếu mà giao dịch ở khung thời gian thấp ha. Nói chung là đối với cặp tiền này hình thành được tín hiệu bán ra ở vùng này thì cái tỷ lệ risk reward của chúng ta cũng khá tốt. Hơn nữa các bạn lưu ý cho Thúy một điều nữa, đó là không ngoại trừ khả năng là giá tiếp tục tăng ha. Nếu mà giá tiếp tục tăng phá vỡ cái vùng kháng cự này thì lúc này cái khả năng mà thị trường thay đổi xu hướng rất là cao. Bởi vì các bạn để ý là đây chính là vùng đỉnh quan trọng trong cái cấu trúc giảm giá hiện tại. Mà cái vùng kháng cự gần nhất là cái vùng giằng co này bị phá vỡ thì cái khả năng cái vùng đỉnh này bị phá vỡ cũng khá là cao. Nếu như mà giá tiếp tục tăng với động lượng mạnh ha, thì khi đó chúng ta sẽ xem xét nếu mà giá phá vỡ cái vùng đỉnh này thì cấu trúc chuyển qua tăng giá, khi đó chiến lược của chúng ta cũng sẽ phải thay đổi theo luôn, chứ không có thể canh bán được nhé. Rồi tiếp theo là cặp đô la Úc và đô la Mỹ. Đô la Úc và đô la Mỹ thì các bạn thấy là tuần vừa rồi thị trường xong một cái cú giảm giá mạnh vào đầu tuần thì sau đó thị trường chứng lại. Và một cái điều quan trọng ở đây mà các bạn cần để ý đó là thị trường gần như là không phá vỡ được cái vùng đáy trước đó. Tức là giá chỉ manh nha quét cái vùng đáy trước đó thôi chứ nó chưa thực sự phá vỡ. Chưa có giá đóng cửa và cũng chưa có cái nến nào hoạt động bên dưới vùng đáy trước đó. Điều này cho thấy rằng là rất có khả năng đây là một cú fair break. Tuy nhiên hành động giá mà chứng lại quanh cái vùng đáy trước đó cũng là một hành động giá cho thấy là thị trường cũng có khả năng tiếp tục phá vỡ. Bởi vì đây chưa thực sự là một cú fair break. Bởi vì nếu mà nó mà là fair break thì nên giá nên có cái hành động bật ngược trở lại. Thì khi đó nó sẽ xác nhận cho cái cú phá vỡ này là một cú phá vỡ giá. Còn nếu mà nó lại hình thành một cái vùng giằng co ở quanh vùng hỗ trợ này thì chúng ta sẽ xét cái hành động giá giằng co này là hành động giá tích lũy tăng dần. Mà trong hành động giá chúng ta gọi nó là build up. Khi mà có cái hành động giá tích lũy tăng dần quanh một vùng hỗ trợ kháng cự thì cái vùng hỗ trợ kháng cự đó bị phá cũng rất là cao. Cho nên là tạm thời cặp tiền này các bạn đứng ngoài chờ hành động giá. Chúng ta chưa biết được liệu thị trường có phá vỡ vùng đáy này hay là bật ngược trở lại hay không.
Nếu bật ngược trở lại thì cái vùng kháng cự này vẫn là cái vùng để chúng ta giao dịch được, đó là quanh vùng 0.6650. Còn nếu như mà giá phá vỡ luôn cái vùng hỗ trợ là vùng đáy này thì chúng ta sẽ cân nhắc cái vùng kháng cự khác để giao dịch, có thể là cái vùng giằng co này ha, đó, quanh vùng 0.65. thì tùy xem hành động giá phản ứng theo kiểu nào rồi chúng ta quyết định sau nhé. Tiếp theo là cặp euro và đô la Úc. Euro và đô la Úc thì các bạn thấy đã phản ứng khá là chuẩn với vùng kháng cự mà Thúy đánh dấu ở đây. Nó là quanh vùng 1.69 và sau đó giá đã quay đầu giảm, nhưng mà thực sự giảm không mạnh. Anh em nào về khung thời gian thấp hơn như H4 này thì các bạn cũng thấy là hành động giá phản ứng có phản ứng với vùng kháng cự này, nhưng mà sau đó nó lại giảm khá là yếu, chưa có phá được cái vùng đáy trước đó. Tuy nhiên thì có thể thấy rằng là giá đã phản ứng khá là chuẩn với cái vùng kháng cự mà chúng ta đánh dấu rồi, thì có khả năng thị trường sẽ tìm đến cái vùng đáy này khá là cao. Bởi vì các bạn nhìn ha, cái đợt giảm giá này nó đang đi theo xu hướng giảm, cho nên nó cái khả năng mà nó duy trì xu hướng giảm và tìm về cái vùng đáy này thì cũng có khả năng xác suất rất là cao ha. Thêm vào một cái nữa, các bạn để ý cái đợt giảm giá này nó khá là tôn trọng các cái vùng kháng cự này ha. Giá tôn trọng các cái vùng kháng cự là các cái vùng cung á. Mỗi lần chạm đến vùng cung thì giá được đẩy ngược trở lại. Đây cũng vậy ha, được đẩy ngược trở lại. Và đây cũng vậy này, vùng cung ở đây giá được đẩy ngược. Thì chúng ta xem hành động giá trong tuần sau như thế nào, xem liệu giá có tìm về được cái vùng đáy trước đó hay không. Trên khung thời gian H4 thì các bạn thấy sau khi quét vùng đỉnh này thì thị trường chưa có hình thành cho chúng ta tín hiệu bán nào khả thi cả. Cho nên anh em nào mà giao dịch ở cặp tiền này á, nếu mà không vào được lệnh thì thôi, tốt nhất là chúng ta lên khung thời gian lớn cùng ngày á, sau đó các bạn chờ cho giá tìm về được cái vùng hỗ trợ này, nó là vùng đỉnh, các cái vùng phản ứng là vùng đỉnh đây, rồi đây cũng là vùng cầu gần nhất, nó là quanh vùng 1.66, thì chúng ta sẽ chờ cho giá hồi về vùng này, sau đó tìm tín hiệu mua lên ha. Thì đây là chiến lược giao dịch của cặp euro và đô la Úc. Chiến lược của cặp tiền này không thay đổi, chúng ta vẫn canh mua quanh vùng hỗ trợ này thôi. Cấu trúc của cặp tiền này vẫn là tăng giá nhé. Tiếp theo là cặp bảng Anh và yên Nhật. Cặp tiền này các bạn thấy là nó cũng đã phản ứng với cái vùng kháng cự mà Thùy đánh dấu đây này. Nó là vùng kháng cự hợp lưu với vùng kháng cự được đánh dấu trước đó, và giá đã phản ứng với vùng này khá là chuẩn và quay đầu giảm. Đợt giảm giá này đã phá vỡ được cái vùng đáy nhỏ trước đó, thì đây là dấu hiệu tốt cho thấy là thị trường có khả năng sẽ tiếp diễn cú hồi và nó sẽ tiếp tục giảm. Cái cặp tiền này có khả năng tiếp tục giảm trong tuần tới. Anh em nào mà giao dịch ở khung thời gian thấp thì có thể cân nhắc canh bán theo xu hướng. Chúng ta thử về khung thời gian H1 xem sao nhé. Này, các bạn thấy ha, trên khung thời gian H1 xu hướng khá là rõ rồi. Trên khung thời gian H1 xu hướng giảm cũng khá là rõ. Thì ở đây các bạn có thể chờ cho giá hồi về vùng giằng co này, nó là quanh vùng 185. Đó, chờ các bạn chờ giá hồi về vùng này có thể thanh bán xuống được. Còn đối với khung thời gian cao hơn thì tốt nhất là anh em vẫn nên chờ giá hồi về cái vùng hỗ trợ mà chúng ta theo dõi rồi canh mua lên. Tại vì cấu trúc của cặp tiền này thực tế trên khung thời gian lớn vẫn là tăng giá, thị trường có thể bật tăng bất kỳ lúc nào. Các bạn để ý ha, là giá có khả năng hồi về cái vùng hỗ trợ là cái vùng cầu gần nhất này, nó là quanh vùng 181, thì giá cũng có khả năng hồi về vùng này, sau đó bật lên, sau đó thì nó sẽ có thể là nó tìm về được vùng hỗ trợ này mà nó tạo được tín hiệu mua thì anh em vẫn có thể cân nhắc mua lên được nha. Vùng thứ hai đó là quanh vùng 179, đó, các bạn cũng có thể cân nhắc mua lên ở vùng này được ha. Nói chung là cặp bảng Anh và Yên Nhật này thì chiến lược không đổi, chúng ta vẫn canh mua ở hai vùng hỗ trợ thôi nhé. Tiếp theo là Euro và Yên Nhật. Euro và Yên Nhật thì chiến lược cũng vậy, không đổi. Chúng ta chờ giá hồi về quanh vùng 153.20, cao hơn là vùng 153.50 là có thể canh mua lên được. Ở đây thì các bạn thấy là tuần vừa rồi giá gần như là đi ngang, thị trường không có cái sự đột phá nào trong hành động giá cả, cho nên là tạm thời thì cặp tiền này là chúng ta không có thay đổi chiến lược ha. Và bây giờ thì Thúy phân tích qua các chỉ số chứng khoán Mỹ và dầu nhé. Đầu tiên là US 500. US 500 các bạn để ý là
Tuần vừa rồi chúng ta có một đợt hồi nhẹ sau đợt tăng giá khá là mạnh. Đợt tăng giá này phá vỡ cái vùng đỉnh nhỏ trước đó cho thấy là trong ngắn hạn là chỉ số này vẫn có thể tăng giá. Và đợt hồi này thì hiện tại giá đang hồi về và nó đã chạm vào cái vùng hỗ trợ, nó là cái vùng mất cân bằng nhỏ ở đây này. Nó có thể là cái vùng hỗ trợ trên khung để ở khung thời gian thấp hơn thì các bạn có thể về khung thời gian thấp hơn tìm ha. Và hiện tại nó hình thành cho chúng ta một thiết lập giao dịch, đó là vùng sức ép mua. Tuy nhiên thì tôi kiến nghị là anh em nào mà giao dịch US 500 thì nên về khung thời gian thấp hơn tìm tín hiệu, chứ không nên giao dịch với cái tín hiệu này trên khung thời gian lớn ha. Còn hiện tại thì US 500 cái khả năng mà tăng giá vẫn khá là cao. Tại vì các bạn để ý á, là ở đây chúng ta có vùng sức ép mua lên được hình thành, xuất hiện ở vùng hỗ trợ, nó là quanh vùng mất cân bằng này, cũng là cái vùng cầu gần nhất này. Đó thì cái khả năng mà thị trường tìm về cái vùng đỉnh này khá là cao ha. Mục tiêu của chúng ta là giá tìm về vùng đỉnh này. Và nếu như mà giá có thể phá vỡ được cái vùng đỉnh này thì chiến lược của chúng ta vẫn là mua lên cái chỉ số này. Quan trọng là xem giá nó có hình thành cho chúng ta được vùng hỗ trợ mới hay không. Nếu mà có thì chúng ta sẽ tìm cơ hội mua lên ở vùng hỗ trợ mới nhé. Tiếp theo là US 30. US 30 thì tuần trước là Thủy có đưa tín hiệu mua với cây nến này. Cây nến này là cây nến thất bại trong thiết lập phá vỡ vùng giằng co thất bại này. Và hiện tại thì giá đang có một cái đợt hồi nhẹ. Và đến đây thì các bạn thấy là vùng sức ép mua cũng đã được hình thành rồi. Và nó phản ứng đúng với cái vùng đầu tiên, đó là ở đây chúng ta có vùng mất cân bằng cung cầu nhỏ. Và thứ hai đây cũng là cái vùng cầu gần nhất. Thì giá đã chứng lại ở vùng này và hình thành cho chúng ta vùng sức ép mua. Thì đây là tín hiệu cho thấy thị trường vẫn có khả năng tăng giá. Cho nên là đối với lệnh mua ở tín hiệu này thì chúng ta vẫn tiếp tục giữ ha. Giá vẫn duy trì phía trên cái vùng hỗ trợ này và vẫn có cái động lực mua nhất định. Cho nên là chúng ta giữ lệnh chứ không thoát ha. Mục tiêu của chiến lược này đó là sẽ tìm về lại cái vùng đỉnh trước này. Thì đến đây thì chúng ta sẽ cân nhắc thoát lệnh. Nói chung là chiến lược giao dịch cặp US 30 không thay đổi ha. Anh em nào mua được rồi thì tiếp tục giữ lệnh thôi. Rồi cuối cùng là dầu. Dầu thì các bạn có thể thấy là tuần vừa rồi sau một đợt tăng mạnh thì giá gần như là chững lại rồi. Và hành động giá chững lại này có thể thấy rằng là động lực tăng đang chững lại khi nó tiếp cận lại cái vùng kháng cự trên khung thời gian ngày. Tuy nhiên thì có thể thấy được rằng là cấu trúc hiện tại của dầu đang là tăng mạnh và động lượng đang rất là tốt. Vùng hỗ trợ gần nhất của chúng ta đó là quanh vùng 81.50. Đây là vùng hỗ trợ có thể canh mua lên được. Với cái đợt chứng lại này, chúng ta kỳ vọng trong tuần tới sẽ có giá hồi. Và nếu như mà thị trường có thể tìm về được cái vùng hỗ trợ này thì các bạn vẫn có thể cân nhắc mua lên ha. Vùng tiếp theo đó là vùng thấp hơn, quanh vùng 78. Giá mà tìm về lại được vùng này, anh em cũng có thể tìm cơ hội mua lên được. Nói chung là chiến lược giao dịch dầu không thay đổi. Chúng ta vẫn canh mua ở một trong hai vùng. Đây là những cặp tiền mà chúng ta sẽ theo dõi trong tuần tới. Anh em nào mà có thắc mắc gì về nội dung của clip thì vui lòng để lại comment bên dưới cho Thúy. Và các bạn đừng quên ủng hộ Team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.